sau đây như là tuần này thì là bên Tony bên TNS Entertainment tổ chức ở đây, và năm tuần sau đó thì là như Tony được biết là ở bên Farao cũng có bên truyền thông báo chí cũng tổ chức một chương trình và Tết vui xuân ở bên đó, và cái đó là cái mà niềm vui mà Tony rất là mong muốn là hàng năm ở San Jose chúng ta lúc nào cũng có hai cái hội chợ Tết, có khi là ba cái hội chợ Tết nữa, là cái đó là cái mà Tony rất là vui vì các cộng đồng của ta và các ban tổ chức anh em ở San Jose rất là có lòng với là cộng đồng, cho nên là năm nào cũng có at least là ba cái hội chợ Tết ở San Jose, và cái đó là một cái điểm ánh dự cho các cộng đồng của San Jose vì năm nào chúng ta cũng được hưởng, phải nói là cả trọn một mùa xuân, vừa được coi tiếng pháo, vừa đến để gặp các bà con anh em bạn bè, có dịp để một chút lời những lời chúc mừng cho nhau. Và có rất là nhiều quý vị đã đến nói với Tony là cũng nhờ những hội chợ này mà tôi lại gặp những người lâu lắm rồi chưa được gặp. Dạ vâng, thưa với lại anh là dù chúng ta sống xa quê hương nhưng mà cái không khí Tết, cái phong tục, cái tập quán cũng giống như là những cái tiếng pháo hay là những cái văn hóa phong tục nó vẫn được trình bày như thế này. Thì nhân cái dịp xuân cái hội này, nếu anh có một lời gì đó để chúc xuân một cái năm mới cho đồng bào trong và ngoài nước thì anh Tony sẽ nói điều gì ạ? Dạ, tôi cảm ơn anh Tony xin được đại diện cho TN Entertainment được thân chúc tất cả các quý vị khán giả của TN Entertainment nói riêng cũng như là tất cả các quý vị trên thế giới nói chung cũng như ở bên Việt Nam và Mỹ một năm mới được kỳ hợi, một năm mới được vạn sự như ý, và rất là mong có hòa bình về đến với Việt Nam. Cảm ơn anh. Ngay lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người dự khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2019, chúng tôi đã có mặt ở tại quận hạt Santa Clara tại 70 West Hastings. Và thưa quý vị, hôm nay IRC có tổ chức một cái buổi gọi là tất niên mà cũng để mừng năm mới, năm kỷ hợi. Bên cạnh chúng tôi là anh Phạm Phú Nam. Thưa anh có thể cho biết cái mục đích ý nghĩa của cái việc làm của IRC là như thế nào và cái điều gì muốn gửi gắm đến đồng bào trong và ngoài nước thưa anh? Trước hết chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả khắp mọi nơi, xin được cảm ơn anh Nghe Lữ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay cơ quan IRCC là một tổ chức non-profit ở trong vùng San Jose. Chúng tôi đã hoạt động trong cộng đồng từ 43 năm qua, và năm nay thì chúng tôi lại tiếp tục tổ chức một cái chương trình chúng tôi tạm gọi là Mừng Xuân Mới. Mục đích là để mà mời gọi đồng bào, những thân hữu, mình cùng với nhau, mình chung vui một ngày xuân. Mình sẽ hát nhạc xuân, ăn tí bánh mứt, uống nước trà. Đó là có một cái cơ hội để gặp nhau, chúc Tết lẫn nhau thưa anh. Dạ vâng, thưa với anh, đến hôm nay đó là bắt đầu bước qua năm thứ 44, mà sau cái 30 tháng 4, 75. Thưa anh, 44 năm, đặc biệt là với cái tình trạng Venezuela trong những ngày hôm nay, thì với cái hình tượng đất nước mà người dân đó sống đã 44 năm dưới một thế giới cộng sản, nhiều người đã phải đi tù, đặc biệt là trong những ngày Tết này, họ thân dân của họ đã không thể vui vẻ để đón xuân, thì nếu có điều gì đó chia sẻ với những người đã dám dấn thân, đã đấu tranh, đã phải đi tù ở trong nước dịp xuân này thì anh sẽ nói điều gì thưa anh? Vâng, kính thưa quý vị, bản thân tôi thì chắc có lẽ cũng quá nhỏ bé và cũng không có được những cái khả năng để có thể làm được những cái chuyện rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà được nói thì tôi xin được thưa với tất cả quý vị, những người chiến đấu, những người đang hy sinh, những người đang chấp nhận sự gian nguy, sự an toàn, tính mạng của mình để tranh đấu cho một dân tộc, thì chúng tôi chỉ có thể nói là chúng tôi ở bên ngoài này không quên quý vị. Nếu mà chúng tôi làm được bất cứ điều gì, chúng tôi sẵn lòng làm, và có nhiều việc chúng tôi cũng âm thầm làm để hỗ trợ quý vị ở phía bên ngoài. Và chúng tôi hy vọng là quý vị biết điều đó. Hãy cố gắng, chúng ta mỗi một người ở một vị trí, mỗi một người có thể đóng góp phần mình. Những hành động của quý vị hết sức là ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ, hết sức là anh hùng. Thì chúng tôi đã biết điều đó. Và cái dân tộc Việt Nam, theo tôi nghĩ, nó sẽ tiếp tục tồn tại nhờ vào những tấm gương anh hùng đó. Dạ vâng, thưa với lại anh Nam là hoạt động IRCC đã 43 năm qua. Anh có thể cho mọi người biết được rằng những việc mà IRCC đã làm được trong thời gian vừa qua, cũng giống như là nhân cái dịp này thì thay mặt cái IRCC, anh có cái lời chúc đầu năm đối với đồng bào trong và ngoài nước như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị, trước hết nếu được phép thì chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị. Thứ nhất là chúng ta đã có một niềm tin
thì chúng ta sẽ tiếp tục có được cái niềm tin đó. Chúng ta có một cái mục tiêu, chúng ta sẽ giữ được mục tiêu đó. Chúng tôi hy vọng rằng là dân tộc Việt Nam chúng ta, quý vị cũng như chúng tôi, quý vị ở trong nước cũng như ở bên ngoài nước, chúng ta đều có những mộng ước, và mộng ước đó sẽ được thành tựu, là một nước Việt Nam sẽ có cơ hội để trở lại được với tự do và dân chủ. Chúng ta sẽ cố gắng để làm điều đó. Thứ hai là cơ quan IRCC chúng tôi đã hoạt động trong cộng đồng 43 năm, thì cái mục tiêu của chúng tôi là cố gắng làm những cái việc gì có tính chất phục vụ cộng đồng. Thì tổ chức một cái chương trình giống như chương trình này là chúng tôi tổ chức thường xuyên, mỗi năm 1-2 lần, để tạo cho cộng đồng có cái cơ hội gặp nhau, để mình có cơ hội để mình gìn giữ lại cái truyền thống cũng như một cái văn hóa của dân tộc, qua nhạc, qua triển lãm, qua bảo tàng. Và đồng thời chúng tôi cũng tạo cho cái cơ hội để cho những người Việt Nam với nhau, mình đã tìm thấy một cái mẫu số chung khi mỗi khi mình đến đây, mình biết mình là người Việt Nam, mình biết đây mình có một cái cộng đồng, mình biết đây là mình có được một cái nền tảng về dân tộc. Thì những điều đó, đó mình làm hôm nay thì con cháu mình tuổi trẻ nó đến, nó sẽ là nhìn thấy, nó sẽ tiếp tục. Cái đó là ước nguyện của chúng tôi. Cảm ơn anh Nam. Chúng tôi xin được trang trọng giới thiệu cùng quý vị vị giám sát viên quận Hạng, người đã yểm trợ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong vấn đề xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh ngày hôm nay. Hai vị giám sát người đã bảo trợ cho chương trình hôm nay, ông Dave Cortese và bà Cindy Sabe. Và chúng tôi cũng được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một vị anh hùng, người đã giúp cho cộng đồng chúng ta trong việc tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, dân biểu Joe Lofton. Xin quý vị một tràng pháo tay, ladies and gentlemen, here. Xin được cảm ơn và mời quý vị an toàn. Và chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức bằng nghi lễ chào quốc kỳ. So ladies and gentlemen, we are going to the next. Chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị một người mà đã giúp chúng tôi bảo trợ để mình có cái hội trường ngày hôm nay, cũng như đã giúp cho cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. I want to thank Noam Pham and Lok Bu for once again inviting me and my colleague Cindy Chavez and our Congresswoman Zoe Lofgren to attend this special celebration, which creates a safe and healthy environment for children, for teenagers, and for adults to enjoy activities, culture, traditions, and food. This time of year, Tet, is a time for family members to unite and to celebrate
their blessings with food, music, and prayer. Once again, Chukwungamoy, in celebration of the Year of the Pig, I wish you and your family a joyous year of prosperity, harmony. To help us make one more important announcement, the Silicon Valley Small Business Development Center has launched the first office in the United States of America dedicated to helping Vietnamese business owners. The SBDC. We are deeply honored to be here. We have been providing services for your friends and neighbors in small businesses to help them get access to funding, money to help them grow their businesses. Active now. So our vision is to facilitate community development and prosperity through business advocacy and leadership. So I hope that people will work on that. But you know, I'm here to think about all the things we have to celebrate in this community. First, although the Vietnamese community is here from a tragedy, the loss to the communists, we are here to celebrate the fact that you are part of a vital segment of the American community, the San Jose community. We in San Jose have benefited so tremendously from those who have come from Vietnam and become Americans here with us. Nhạc sĩ Nam Lộc có đến dự và trao tặng cho Việt Museum những hiện vật có được trong các buổi gây quỹ xây dựng tượng đài Việt Mỹ tại thành phố Westminster. Tôi luôn luôn nghĩ đến thân phận của những người lính Việt Nam Cộng Hòa khi rời đất nước. Tôi không hiểu rằng họ sẽ sống ra sao, họ sẽ phải phản ứng như thế nào. Và quả thật, tất cả những oan trái, oan nghiệp đã đổ lên đầu với những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và từ lúc đó trở đi, tôi tâm nguyện trong đời tôi là tôi làm được những gì cho những người chiến hữu của tôi sẽ làm. Và đó là hai điều mà tôi đã thực hiện. Điều thứ nhất là tôi nghĩ rằng những người tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa họ đã nằm xuống. Họ không đến được với bờ tự do như chúng ta. Thì làm thế nào để chúng ta có thể mang linh hồn của họ đến được với bờ tự do? Ở nước Mỹ lúc đó có khoảng 400 cái tượng đài chiến tranh Việt Nam. Nhưng không có một cái tượng đài nào mà có hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa trên đó cả. Toàn là những người lính Mỹ mà thôi. Cho nên giấc mơ của tôi lúc đó là làm sao dựng được bức tượng Việt Mỹ cũng như các chiến hữu đồng minh để có hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đôi khi chúng ta đến đó nhìn hình ảnh người lính đó, nghĩ đến người bạn của mình, người chiến hữu của mình, người chồng của mình, người con của mình, người anh của mình, người em của mình. Có thể chúng ta mang một bó hoa, châm một điếu thuốc hay là châm một nén hương để tưởng nhớ đến họ. Và cái ý nghĩ đó cứ theo đuổi tôi mãi cho đến năm 2000 tôi mới có cơ hội khi mà Ủy ban xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster đã nhờ tôi tổ chức
một cái chương trình ca nhạc để gây quỹ xây dựng tượng đài. Thì thưa quý vị, tôi rất là may mắn và hãnh diện đã thực hiện công việc này. Tôi thực hiện công việc này với hai lý do. Thứ nhất là làm sao để có sự đóng góp của toàn thể dân chúng đồng hương chúng ta cùng đến, để không ít, không nhiều thì ít, đóng góp vào cái công trình xây dựng tượng đài. Và thứ hai quan trọng hơn cả là tôi đã mời các nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ không biệt biệt họ ở cái trung tâm nào, cùng đến để tham dự với chúng tôi. Thưa quý vị, tất cả những nghệ sĩ đó đã ký tên trên cái bức poster này, like. Tất cả các nghệ sĩ đó, người ký tên lớn nhất ở dưới này là cô Khánh Ly bên cạnh cô Kỳ Duyên. Và một lần nữa tôi xin được trao cái kỷ niệm này đến cho Việt Museum để giữ lại hầu nhớ đến những người nghệ sĩ đã tham dự xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Em xin gửi anh trước hết tập phần poster này. Và thưa quý vị, quan trọng nữa, đây là một cái hình ảnh tôi đã may mắn được một phóng viên chụp lại được, đứng trước 25.000 khán giả, 300.000 đô la thời đó, ngay tại chỗ. Và đó cũng là một phần để xây dựng cái tượng đài em xin gửi anh. Và cái điểm thứ ba nữa và quan trọng hơn cả là tượng đài đã được khánh thành vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2003. Và đây là cái bảng commendation do Ủy ban xây dựng tượng đài và City Westminster đã tặng cho tôi cái tượng này. Cái tượng này là do, em xin gửi anh, cái tượng này là, thưa quý vị, đây là cái bức tượng bằng đồng rất là nặng. Đây là cái tượng nhỏ do chính điêu khắc gia Nguyễn Tuấn, người tạo ra bức tượng lớn tặng cho chúng tôi.